buổi chiều muộn ngày 26 tháng 9 năm 2024. Thể theo yêu cầu của một số thượng đế, bây giờ mình làm video ngay và luôn. Số điện thoại để các thượng đế liên hệ Trần Văn Chốt: 0368888479. Xin thưa với lại các thượng đế, có một số thượng đế yêu cầu mình giới thiệu những cuộn băng cassette, thế nhưng mà lại có một mức thóc nhũn như con chi chi. Thì đây, xin thưa tới các thượng đế, đây là cái combo mà có mức thóc nhũn như con chi chi nha. Đấy. Thế còn con chi chi là cái gì thì lại có 1.000 giá một đêm, cũng chẳng hết được chuyện về con chi chi trong 12 quân nha. Đấy, nhũn như con chi chi. Đây là có ba cuộn này là mình thâu, đặt chất lượng 50.000 đồng một cuộn, còn hai cái cuộn này là không phải thâu, mua về có sẵn nhá. Mua về có sẵn thì cái loại băng Sony HF90 này là 30.000 đồng một cuộn, thế còn cái loại băng mình thâu thì là 50.000 đồng nhá. Bây giờ xem những cái cuộn 50.000 đồng. Băng Sony HF90, nội dung chương trình là Ngọc Sơn, 50.000 đồng một cuộn băng như thế này. Đấy. Cuộn này là cuộn thứ hai, nội dung chương trình Duy Khánh, 3 Sơn Tuyền, Chế Linh, Thanh Tuyền. 3 cuộn này 50.000 đồng một cuộn, 3 cuộn là 150.000 đồng. Ở đây hai cuộn này mua về có sẵn nhạc rồi, không phải thâu. Này. Tuấn Vũ. Thì những cái cuộn băng mà mình kiểm tra mà có sẵn nhạc là mình bán 30.000. Tuy nhiên ở đây có hai cuốn thì là tính cho nó tròn là 25.000 đồng một cuốn. Hai cuốn là 50.000 đồng cộng với lại cái chỗ ba cuốn kia 150. Combo này có 5 cuốn này là 200.000 đồng nha. Đây này, 50 này, 100 này, 150 này, hai cuốn này 50.000 đồng nữa là có 200.000 đồng thôi nha. Có 200.000 đồng thôi. Thì ở đây là có ba cuộn này là mình thâu này, ba cuộn này Ngọc Sơn này, Duy Khánh này, Sơn Tuyền là ba cuộn thâu, còn hai cuộn này không phải thâu, Tuấn Vũ và Như Quỳnh không phải thâu. Tổng chỗ này là 5 cuộn 200.000 đồng. Ở đây có 4 cuộn tặng các thượng đế. Này. Cuộn này mình cũng thâu rồi đây này. Cuộn này cũng thâu rồi đây này. Nhạc Xuân 30k. Đấy, thâu rồi nha, cuộn này cũng thâu rồi, thế nhưng mà cái chất lượng âm thanh nó cũng không được sắc bén cho lắm nên bỏ vào đây tặng. Cuộn này Sony HF90 này không đủ tiêu chuẩn để mình đưa vào đầu thâu của mình. Cuộn này cũng vậy. Cuộn này cũng vậy. Thì ở đây có 4 cuộn này. 4 cuộn này thì trong đó có một cái cuộn này là mình thâu Nhạc Xuân này. Thế còn 3 cuộn này là mình kiểm tra là nó không đạt yêu cầu, nó không đạt yêu cầu nên là mình không thâu. Mình bỏ vào đây để tặng các thượng đế. Các thượng đế về coi như thế là xử lý băng đi. Không biết làm sao, quay tay nó nặng lắm nha. Nếu mà được thì là cái tốt, không còn không được thì là bộ sưu tập. Cái quay tay này là nó nặng, thì có nhiều anh em mẹ bảo là bây giờ nới lỏng cái ốc ra, nới lỏng cái ốc rồi cái thời gian này để làm việc khác nha. Nới lỏng cái ốc ra mà nó lại không nhẹ băng nữa thì thôi, thì có khi lại thế này thế nọ, cái lọ cái chai. Thế nên là kiểm tra mà thấy quay tay nó nặng là loại ngay không thâu. 4 cuộn này thì có, nhắc lại là có cuộn này mình thâu rồi, nghe được, thế nhưng chất lượng âm thanh thì nó không được sắc bén cho lắm nha. Đấy, bỏ đây tặng. Tổng combo này là 4 cuộn tặng, không có vỏ. Thế còn 2, 4, 5 cuộn bán thì đương nhiên là có vỏ. Tổng combo là 9 cuộn, có một mức thóc 200.000 đồng. 200.000 đồng là tiền băng chỗ này nhá. Đấy, thế còn chỗ này là tặng. Tặng thì thôi, khỏi thóc lúa. Thôi thế mình dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn các thượng đế. Và thân ái chào tạm biệt.